Sáng thứ bảy, chiếc xe 7 chỗ lăn bánh trên đường quốc lộ, chở gia đình Kiên về Vĩnh Mạnh để ăn đám cưới người em họ của Thắm. Chuyến xe gồm có Kiên, Thắm là vợ và bé trai mới hơn 1 tuổi, cũng có thêm bé Oxin tên Lan để chăm cu tí. Ngoài ra, đi cùng còn có bạn thân tên Mạnh của hai vợ chồng. Nhân dịp người bạn Việt Kiều về thăm, vợ chồng Kiên rủ theo xuống miền Tây chơi luôn. Kiên vẫn nhờ Thắm ráng kiếm một em xinh tươi để làm mai cho người bạn còn độc thân vui tính này. Mạnh cao lớn, lực lưỡng, bảnh trai, chiếc cằm vuông vuông, kèm theo là bộ ria nam tính. Có lúc thấy Mạnh cũng có nét dữ như tướng cướp, nhưng khi chuyện trò vui cười thì lại rất hiền hòa và tinh tế. Thắm không khỏi so sánh Mạnh với chồng nàng trông hiền hơn và tếu hơn. Cả hai đều có nét phong trần đàn ông, mỗi người một duyên. Đương nhiên Mạnh nhìn khá trắng, vì là Việt Kiều ít dầm mưa dãi nắng. Ngay cả con bé Lan cũng kết chú Mạnh, vì chú Mạnh có vẻ thương mến nó, cho nó rất nhiều quà đem về từ Mỹ, lại còn toàn hàng hiệu nữa chứ. Lan mới 16, nhưng con bé lanh lợi ra mặt, cái mặt lúc nào cũng vui tươi hớn hở, khiến người ta không khỏi vui lây. Cùng với hai chiếc răng thỏ, cái mũi củ tỏi, miệng trúng chím và đôi mắt biết cười. Con bé ở gần quê của Thắm được bà con giới thiệu lên giúp việc. Vì ở quê cũng thường xuyên làm đồng áng nên người con bé chắc nịch, khỏe mạnh vô cùng, da thì có hơi ngăm đen. Nhờ có Lan mà Thắm được đỡ đần rất nhiều nên nàng cũng thương nó như con em trong nhà. Thắm không khỏi phì cười khi thấy sự tương phản giữa Mạnh và bé Lan, hai chú cháu mà sát lại nhau là thấy Mạnh trắng như bột, còn Lan lại đen như than. Trên xe chỉ có Thắm là điềm nhiên nhất. Nàng cao 1m60, vì siêng năng tập thể dục nên dáng rất thon gọn, chỉ nặng 48kg, nhìn rất có da có thịt. Phải nói là nàng rất đẹp, mắt to, mũi thon, môi mỏng. Nàng có nụ cười hiền trên một khuôn mặt hiểu biết, cử chỉ khuôn mặt Thắm từ tốn, tạo nên một nét gì đó đài các, nhất là đôi mắt biết cười và hai má lúm đồng tiền. Nhiều khi chỉ cần nàng hơi mỉm cười thì cũng đủ điêu đứng hầu hết đàn ông khi nhìn vào. Nàng đẹp thật sự, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Cũng may hôm nay, Thắm đeo kính mát to tròng thì mới làm cho Mạnh có thể che giấu được cảm xúc của mình. Cứ nghĩ về Kiên, lúc nào cũng nhờn nhơ, lến thoáng, bông đùa. Tối ngày bận rộn với công ty riêng, xong việc là bù khú bạn bè, ôm máy game, vợ thì không lo ôm. Nói chung, nhiều khi người ta may mắn mà không biết tận hưởng. Vợ chồng Kiên cứ bảo để giới thiệu cho Mạnh một cô vợ để tận hưởng cuộc đời. Nhưng Mạnh chỉ biết lè lưỡi, vì thật ra nếu có một người vợ như Thắm thì Mạnh chịu liền, đâu kiếm chi xa xôi cho phiền toái. Nhờ cả nhà trò chuyện vui vẻ nên đường dài cũng trở thành ngắn. Đến xế trưa thì xe đã về đến trang trại của cậu Thắm. Bầu không khí ở đây nhộn nhịp vì mọi người đang rôm rả chuẩn bị đám cưới. Nhà tiệc được dựng che ngoài sân, trang trí bằng những lá dừa đan nhau rất đẹp, hoa dừa, hoa cau lả lơi trên những cọng treo đủng đỉnh. Đám thanh niên thì lúi húi kê sắp bàn ghế. Trong nhà cậu mợ của Thắm, song thân của chú rể đang trang trí bàn thờ gia tiên, trưng mâm ngũ quả. Hai người mừng rỡ ra mặt khi cả nhóm bước vô chào. Thăm hỏi một lát thì cậu mợ vồn vã hối mọi người đi ra sau rửa mặt cho mát. Ngoài sau nhà cũng đầy bóng mát với mái rạp tre, những người phụ nữ tíu tít chăm lo nấu nướng, chuẩn bị tiệc tùng cho đêm đó và ngày hôm sau. Ở dưới quê, đa số người ta cùng nhau tự nấu nướng, không như ở Sài Gòn, đám cưới cứ vào nhà hàng là xong. Tuy mọi người đều vất vả, nhưng đổi lại, lễ cưới lại trở thành một lễ hội để tất cả mọi người có thể chung vui, tăng thêm thân tình hàng xóm láng giềng. Kiên đang rửa mặt thì có tiếng hỏi thăm. Anh chị mới về hả? Dạo này khỏe không? Anh chị nhớ em không? Em là Mai, ở kế bên nhà cậu ba chị Thắm nè. Thế là Thắm và Mai bắt chuyện với nhau. Hỏi ra thì năm nay Mai đã 24 tuổi, mới ngày nào còn nhỏ xíu. Mai cũng mới lấy chồng được vài tháng, giờ thì chồng Mai đã đi lao động bên Hàn Quốc. Mai ở nhà phụ buôn bán, chăm sóc ba mẹ. Mai được nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh, nét đẹp con gái quê chân chất. Mạnh không ngờ con gái Vĩnh Long lại bắt mắt như thế. Thắm thì có nét đẹp đài các, trong khi Mai thì xinh, lại có nét hơi quê quê. Nhưng cũng chính ở cái quê quê này làm tăng thêm cái dễ thương của con gái Vĩnh Long. Mới nhìn là biết ngay, Mai kết anh Mạnh cao lớn đẹp trai, nhưng vì chưa quen nên sau khi Thắm trở vô nhà, Mai hay theo nói chuyện với Kiên. Nhờ chàng lanh lợi vui tính khéo pha trò nên buổi chiều dưới mái hiên mát có thêm tiếng cười nói của trai thành thị và gái miệt quê.
Buổi tối, nhà bếp cho dọn ra món cháo lòng cùng các món ăn nhậu khác. Ban nhạc sống được mời đến với đám thanh niên choai choai trong xóm. Tiếng nhạc sập sình, tiếng hò rô uống rượu phá vỡ bầu không khí miền quê thanh tịnh ban đêm. Thấy Tử Lượng của mình không ổn, Kiên và Mạnh ăn vội chén cháo thì rút êm. Phía sau nhà cậu ba nơi mé sông, thả neo ngay bờ, có chiếc ghe khá đẹp và còn mới. Cậu ba mua chiếc ghe này cho người con trai để đưa rước khách du lịch kiếm sống. Bây giờ khách Tây về đây nhiều, bà con đua nhau đóng ghe phục vụ khách du lịch. Chiếc ghe có mái che lịch sự, sàn gỗ bóng loáng, các ghế mây được xếp gọn lại một góc nên sàn gỗ khá rộng. Ở đây mà bày ra một bàn nhậu thì còn gì bằng. Sông nước hữu tình, gió từ ngoài sông thổi vào hiu hiu, lúc lại lồng lộng. Chỗ này được đó Kiên, đêm nay mình chú ở đây là an toàn, tránh xa cái âm thanh sập sình nhức đầu kia. Chà, coi bộ làm mồi cho muỗi rồi. Kiên nheo mắt cười nói. Thì ông về miền Tây mừ, muỗi thấy thịt da ông nõn nà là cứ vào thôi. Ông ở đây nghe, tôi kiếm chai thuốc thoa côn trùng ở vali. Còn lại một mình, Kiên sáng mắt lên khi thấy trên ghe có cả mùng. Chiếc ghe khang trang, bề ngang chừng 2 thước rưỡi, bề dài 5-6 thước. Hồi nãy chôm được cái mền trong nhà, bây giờ lót xuống sàn cho êm lưng, mấy cái áo phao cho khách làm gối, thật khá đầy đủ. Mạnh quay trở lại ghe với mấy chai nước lọc, cùng với thuốc thoa chống muỗi và mấy thứ linh tinh khác, đúng là việc kiều thường rườm rà. Lâu lâu được đi tránh không khí bụi bặm thành thị, hít thở gió mát trong lành ở quê, lại nằm trên sông nước thật là sảng khoái. Cũng hơi say vì không quen uống rượu, hai anh em nằm vật ra ghe, nhắc chuyện trên trời dưới biển. Kể cả câu chuyện về Thắm là bạn thân của cả hai, về lựa chọn cuối cùng của Thắm là lấy Kiên, vì thế Mạnh mới bỏ đi du học. Bíp, bíp, ê, điện thoại ông có tin nhắn kìa Kiên. Kiên lồm cồm ngồi dậy xem, màn hình điện quang sáng ngời mấy dòng chữ, hai anh ăn gì chưa? Kiên thích thú quay sang Mạnh. Ê Mạnh, hồi trưa ông nhớ em Mai không? Con nhỏ mặc bộ đồ thun màu xanh nhạt đó, tôi nói là vòng 1 và vòng 3 quá ok đó. Ờ, Mai nhìn ngon đó ông. Bây giờ mà có em Mai ở đây thì hay quá. Hai chàng toan tính, nhắn tin rủ dê em Mai ra chơi. Kiên bảo, ông vào nằm trong chùm mền lại, để em không thấy ngại lúc đầu. Mạnh nằm như đang ngủ, đương nhiên là mắt vẫn hé hé dập sình. Mai ra bến lên ghe xong, thì Kiên nới lỏng dây neo đang cột, cho ghe trôi ra xa bờ chút xíu, tránh tai mắt, dòm ngó. Lúc Mai bước lên ghe mà Kiên có cảm tưởng như chiếc ghe rung rinh. Chắc là em Mai có tướng đi rung rinh ấy mà. Chàng không khỏi nuốt nước miếng khi đưa tay đỡ Mai xuống ghe, dưới ánh trăng mập mờ hiện lên với bộ đồ thun bó đầy huyền ảo. Kiên kéo Mai vào trong ngồi thay vì ngồi bên ngoài sợ bị muỗi cắn. Mai tự nhiên ngồi xuống sàn, tựa vào một bên ghe đã đệm sẵn bằng mấy chiếc phao, chân co chân duỗi. Kiên ngồi xuống sát bên Mai, một tay chàng vòng qua ôm vai, tán tỉnh. Tội nghiệp Mai quá, chồng đi xa, em có cô đơn không? Mai nũng nịu. Thiếu thốn dễ sợ luôn. Kiên chọc. Thiếu gì? Nãy giờ nói chuyện mà, Kiên cứ làm như vô tình cạ cạ vào Mai. Mai khẽ né qua một bên, nhưng không biết vô tình hay cố ý, lại để cho Kiên càng xê lại sát hơn. Bỗng dưng Mai ôm chầm lấy Kiên mà nói. Thì là cái này nè. Hai người bột chùa quấn lấy nhau, Mai chợt lấm lét nhìn về phía Mạnh. Anh Mạnh thấy thì kỳ lắm. Không sao đâu em, Mạnh chắc say rượu ngủ rồi. Với lại anh cũng thích Mai mà, không sao đâu. Vậy hả anh, em đắt hàng hén. Thì em nhìn dễ ghét quá đi, muốn cắn cho một cái. Anh thật là quỷ sứ đó nhé, sao cứ đòi hành hạ em gái quê này vậy. Nếu em không thích thì mình có thể ngừng lại đây. Không chịu, em muốn anh. Nghe em gái quê nói như rót vào tai, Kiên hối hả làm công việc của một thằng đàn ông đích thực. Lúc đang trong trận chiến đấu với Kiên, bỗng Mai mở choàng mắt thì thấy Mạnh đã thù lù trước hai người lúc nào không hay. Vậy là câu chuyện song long vờn vụng bắt đầu diễn ra trước sự ngỡ ngàng của Mai. Nghỉ một chốc, chợt nhớ sợ người nhà đi kiếm, Mai mặt vẫn còn ửng hồng, vội thoăn thoắt lên bờ. Còn Mạnh chắc có tử, nên sau trận chiến kịch liệt, chàng đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cái cảm giác đong đưa trên sông nước bồng bềnh càng khiến cho người ta dễ dàng đi vào giấc mộng. Hai bàn tay đan lại gối đầu nằm khoan khoái, Kiên từ từ hưởng thụ cái mát do làn gió hiu hiu trên sông thổi tới. Chàng còn rất tỉnh táo, nhưng nằm một hồi thì không biết. Đang mơ màng sắp ngủ thì lại có bóng người đổ bộ lên ghe. Ai đó, Lan phải không? Cô tí vẫn ngủ hả con?
Dạ không, con là Vi, chị của Lan. Vi là chị dưới quê của Lan, bé cũng mới 17, hơn Lan một tuổi thôi. Mà sao chị em nó giống nhau quá, mắt ngoạ tằm nheo nheo, cái mũi củ tỏi, cái miệng hay cười, cái người chắc nịch. Ủa, con xuống ghe làm gì, có chuyện gì không con? Hồi nãy con thấy, chị Mai, con cũng muốn. Vậy là Kiên lại phải gọi Mạnh dậy để tiếp ứng, hai gã đàn ông xương cốt dần dật muốn tan rã vào sông nước, vậy mà vẫn ham hố vây lấy con bé nhà quê. Trưa hôm sau trong tiệc cưới chính thức, Kiên và Mạnh thấy đầu gối vẫn còn mỏi nên đi hơi cả nhắc. Trên mặt Mai và Vi hiện lên nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Thưa quý vị, sau khi nghe xong câu chuyện trên thì quý vị có suy nghĩ như thế nào? Đừng quên bình luận phía bên dưới video của chúng tôi. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc này của ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.